Đã 8.000 năm trôi qua, Phương mới thể làm bánh. Vậy mình sẽ chọn món nào dễ nhất mình làm? Tiramisu. Công thức này mình sẽ dùng 10 cái bánh quy. Ở Việt Nam gọi cái này là bánh xăm banh thì phải. Và một hộp mascarpone 250g. 3 cái trứng gà. Cà phê espresso. Bạn pha cà phê thường cũng được mà loại loãng thôi. Đừng có pha cà phê Việt Nam mà nồng quá. Đường 40g. Amaretto. Có người họ không dùng amaretto mà họ dùng rum cũng được. Còn nếu bạn không thích hai mùi này nữa thì mình chỉ cần dùng cà phê thôi. Một nhúm muối. Đây là cái chai amaretto nè. Mình quên cho các bạn xem trên màn hình là có thêm bột cacao nữa nha. Bột cacao nguyên chất. Rồi mình cho cà phê với lại amaretto vô trộn đều để nhúng bánh quy. Cái mùi amaretto mình không thích lắm đâu, nhưng mà mình đang làm công thức truyền thống nên mình làm cho nó đúng thôi. Với công thức này thì mình bỏ được vô đầy 4 cái ly cỡ trung như thế này. Bạn nhúng bánh quy vô cà phê, bạn nhúng một lượt thôi. Đừng có nhúng lâu quá, nếu mà nhúng lâu là một hồi nữa bánh của mình nó bị sũng cà phê ở bên dưới, nhiều nước quá, nó dở. Vì mình bày trí ở trong ly nên mình làm như thế này. Còn bạn có thể làm trong khay nữa. Làm trong khay thì bạn lót bánh quy xung quanh, rồi cho kem vô giữa. Lót bánh quy xung quanh và dưới đáy nữa. Ở trong đây, mình ịn như thế này nè, để khi mà do là cái ly này thủy tinh đó, nên mình nhìn vô cho nó thấy đẹp. Còn hai cái này chút xíu nữa mình cho vô giữa phần kem. Giờ là mình tách lòng đỏ với lòng trắng trứng ra. Lòng đỏ thì để mình đánh với mascarpone, trộn với mascarpone. Còn lòng trắng thì mình đánh lên giống như mà khi bạn làm bánh meringue vậy đó. Mình cho 250g mascarpone đánh chung với ba cái lòng đỏ hồi nãy. Tua nhanh lên thôi, tại vì cái này đánh lúc đầu nó hơi nặng tay, đánh hơi chậm. Khi làm xong cái phần hỗn hợp đó rồi thì bạn cho vô tủ lạnh. Bạn đợi đánh lòng trắng trứng nữa để trộn vô chung. Mình cho 40g đường với lại một nhúm muối vô lòng trắng trứng và mình đánh. Ai mà có lực tay mạnh thì mình dùng cái tay đánh trứng giống như hồi nãy mình đánh là được. Mình dùng máy cho nó nhanh nha. Lúc đầu mình đánh nút 1, sau rồi mình cho lên nút 2 để cho nó mạnh lên. Cái máy của mình có 3 nút, 1, 2, 3. Khi nào bạn thấy nó quện lại như thế này là được, là đã đánh nhuyễn rồi đó. Giống như mà mình đánh trứng làm bánh meringue vậy đó. Mình cho một nửa vô trước để làm cho nó dễ. Bạn đánh nhẹ tay nhưng mà đánh đều. Phương thấy cái này là cực kỳ dễ luôn, ai cũng có thể làm được hết. Chỉ cần đánh lòng trắng trứng đúng là được. Còn lòng đỏ với lại cái mascarpone thì dễ thôi, ai cũng làm được. Lòng trắng thì bạn cho dùng máy để đánh. Món tráng miệng này nếu mà bạn có đủ các nguyên liệu rồi thì đem ra làm chắc chừng 10 phút là xong à. Vì nhanh gọn, đơn giản nên là dạo gần đây mình hay làm món này. Là một lần mà được cho nhiều người luôn. Và mình cũng không có cần phải bỏ lò nướng gì hết, đơn giản. Rồi trộn xong rồi bạn hãy cho vô ly có bánh quy hồi nãy. Vì mình sẽ sử dụng ly này ra ăn luôn hoặc là đãi khách luôn. Nên mình khi mình bỏ kem vô bỏ khéo khéo để nó không có dính vô cái thành thành ly cái trên miệng đó. Này hồi nãy còn hai cái bánh quy để mình bỏ chung vô giữa phần kem. Để ăn không có bị nhiều kem mới bị ngán. Nếu mà bạn không làm trong ly như thế này, bạn làm trong khay thì bạn cũng làm y chang. Mình lót bánh quy bên dưới, xung quanh cái khay. Xong rồi mình cho kem vô giữa. Mình phủ bột cacao lên trên, rồi múc ra cho từng người ăn. Hoặc là
cắt ra từng phần, lấy ra từng phần cho từng người, sau đó rồi ai ăn thì mình sẽ phủ cacao lên cho họ. Mình làm như vậy cho nó kem nó xuống, cho nó không có bị lỗ hổng. Rồi mình làm cái mặt cho nó đẹp đẹp một chút xíu là được. Rồi như vậy là xong. Khi nào ăn là mình sẽ rắc bột cacao lên như thế này. Nãy mình có nói rồi, bột cacao nguyên chất nha. Mình thấy người ta rắc cái lớp dày lắm, dày như vậy đó. Nhưng mà mình ăn mình rắc không có dày lắm, không là nó bị sặc. Bạn thử làm món này đi nha, đơn giản lắm. Làm xong rồi nói cho Phương biết với.